Thăng Long Hà Nội, đất rồng thiêng văn hiến, trải qua nghìn năm lịch sử vẫn luôn là niềm tự hào to lớn của mỗi người dân Việt Nam. Nơi đây không chỉ là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa lớn trong cả nước mà còn là ngôi sao mai dẫn đầu sự nghiệp giáo dục của nước nhà. Nhắc đến thành công của giáo dục thành phố Hà Nội, không thể không kể đến sự đóng góp của hệ thống các trường quốc tế hiện đại đã đang đưa chất lượng giảng dạy của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung xứng tầm thế giới. Và một trong các trường quốc tế nổi bật của thành phố chính là trường phổ thông quốc tế Newton. Trường phổ thông quốc tế Newton được xây dựng vào năm 2002, đạt đội công thể thao dưới nước Mỹ Đình. Từ năm 2014 đến nay, trường chuyển địa điểm về khu đô thị mới Hoàng Quốc Việt, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Là một ngôi trường còn non trẻ nhưng với chiến lược phát triển hết sức đúng đắn và sự ủng hộ to lớn từ phía các bậc phụ huynh và học sinh thủ đô, phổ thông quốc tế Newton đang tiến những bước đi vững chắc, từng bước ghi tên mình trên bản đồ giáo dục thành phố cũng như cả nước và khu vực. Xin chào các bạn, tôi đang đứng trước cổng trường phổ thông quốc tế Newton. Đây là một ngôi trường tuy mới thành lập chưa lâu nhưng đã có rất là nhiều thành tích nổi bật trong công tác dạy và học và trở thành điểm đến tin cậy cho nhiều bậc phụ huynh và các bạn học sinh. Vậy điều gì đã làm nên thành công của ngôi trường này? Hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu nhé. Quản lý cơ sở vật chất được nhà trường hết sức chú trọng. Cơ sở vật chất của trường phổ thông quốc tế Newton thuộc vào top các trường có trang bị hiện đại nhất trong hệ thống trường phổ thông của Việt Nam hiện nay, với mục tiêu mang đến cho học sinh một môi trường giáo dục toàn diện và tràn đầy cảm hứng. Phổ thông Newton đã đầu tư cơ sở vật chất cùng đầy đủ trang thiết bị được thiết kế tối ưu cho từng hoạt động giáo dục. Trường có tất cả 80 phòng học, số lượng học sinh trong mỗi phòng học từ 20 đến 30 em, phù hợp theo tiêu chuẩn quốc tế. Trong mỗi phòng học đều được trang bị máy tính nối mạng, máy chiếu, màn chiếu, bàn ghế đơn di chuyển linh hoạt nhằm tạo điều kiện hiệu quả nhất cho việc học tập của các em. Trường có 3 phòng tin học, được trang bị gần 100 máy tính hiện đại, được kết nối với mạng Internet tốc độ cao. Cùng ở tầng 4 còn có phòng múa với diện tích khoảng hơn 50m2 với đầy đủ trang thiết bị như gương, điều hòa, v.v. Nhà ăn sạch sẽ, thoáng mát, đảm bảo vệ sinh thực phẩm, giúp các em ăn ngon, có sức khỏe để tiếp tục học tập, đạt kết quả tốt nhất. Phòng tập đa năng với đầy đủ dụng cụ thể thao như bóng rổ, bóng bàn, sân bóng đá, bể bơi là cơ hội mang đến cho các em học sinh một thể chất khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Tầng 6 là chỗ nghỉ ngơi của các em sau những giờ học căng thẳng. Các phòng nội trú đều được trang thiết bị đầy đủ, giường, tủ, điều hòa, tủ lạnh. Các phòng nội trú đều có giáo viên quản lý và chăm sóc học sinh ngoài giờ lên lớp. Thư viện nhà trường với 6.000 đầu sách, trong đó 60% là sách tiếng Anh. Phòng đọc rộng rãi, đầy đủ ánh sáng. Các loại sách được phân loại theo môn học, theo chủ đề, theo trình độ và sắp xếp gọn gàng. Ở đây, học sinh có thể tìm thấy tất cả các loại sách phục vụ cho nhu cầu học và đọc của bản thân. Thiết kế thư viện hiện đại góp phần giúp các em có thể thỏa sức sáng tạo và tìm hiểu, tạo ra một văn hóa đọc và những kỹ năng đọc cần thiết, đặc biệt là khả năng tự học, tự tư duy, tự nghiên cứu, giúp các em chủ động vững vàng trong đón nhận tri thức. Bên cạnh quản lý cơ sở vật chất, lãnh đạo trường phổ thông Newton đã làm công tác quản lý chuyên môn nghiệp vụ giáo viên hết sức hợp lý và hiệu quả. Chúng ta hãy cùng trò chuyện với cô Lê Thị Chính, hiệu trưởng nhà trường để biết rõ hơn công tác quản lý chuyên môn nghiệp vụ của trường nhé. Em xin chào cô ạ, bọn em đến từ trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Hôm nay chúng em rất là vui khi cô đã nhận lời chúng em tham gia phỏng vấn. Thì trước hết cô thể cho chúng em được biết là hiện nay thì số lượng giáo viên của trường Newton là bao nhiêu và chất lượng của giáo viên có đáp ứng được tiêu chuẩn quốc tế mà nhà trường đặt ra không ạ? Hiện nay đang làm việc tại trường phổ thông quốc tế Newton có khoảng 150 cán bộ giáo viên và con số này vẫn thường xuyên được bổ sung thêm và xuất phát từ cái nhu cầu của công việc. Để vận hành một trường mang tên là trường phổ thông quốc tế Newton
Tuy nhiên đó là một trường quốc tế tại Việt Nam. Và vì thế mà đội ngũ cán bộ giáo viên của chúng tôi phải đáp ứng được hai yêu cầu. Và trước hết đó là phải vận hành tốt cái chương trình giáo dục của Bộ Giáo dục Việt Nam và tiếp nhận cũng như là triển khai hiệu quả một chương trình giáo dục trong liên kết đào tạo với Hoa Kỳ. Đội ngũ giáo viên của chúng tôi thì gồm có khoảng 20 giáo viên nước ngoài đang làm việc hàng ngày tại trường, và đội ngũ giáo viên trợ giảng cũng được đào tạo từ các nước như là Anh, Mỹ, Canada hay là Úc để hỗ trợ giáo viên nước ngoài trong các ngành khoa học và tiếng Anh. Ngoài ra, giáo viên để vận hành chương trình của Bộ Giáo dục Việt Nam được tuyển chọn rất kỹ lưỡng và được tập huấn thường xuyên để có thể đáp ứng được cái yêu cầu chất lượng cao của trường phổ thông quốc tế Minh Châu. Được biết mục tiêu của nhà trường là mỗi học sinh là một nhà lãnh đạo trẻ tương lai. Vậy nhà trường đã có những chính sách gì để hiện thực hóa mục tiêu đó? Để đạt được mục tiêu như thế thì chúng tôi rõ ràng thực hiện một cái chương trình giáo dục tiên tiến rất là hiện đại, trong đó đặc biệt ưu tiên để phát triển năng lực ngoại ngữ cho học sinh, đặc biệt là với hệ quốc tế thì các bạn ấy đã được tiếp cận với bộ sách giáo khoa của Hoa Kỳ và cái vốn từ vựng của các bạn ấy phát triển rất nhanh cùng với các môn khoa học, môn toán bằng tiếng Anh, ngữ văn bằng tiếng Anh, các bạn được học trực tiếp với người nước ngoài. Thêm nữa, để sớm phát hiện ra cái năng lực tổ chức lãnh đạo và giúp cho học sinh có thể có những trải nghiệm rất tốt để có được cái phong cách tự tin cũng như là có được cái nhiệt huyết của những nhà lãnh đạo tương lai, thì chúng tôi không ngại để tổ chức rất nhiều các cái hoạt động giáo dục, và nhà trường có cái niềm tin giáo giao cho câu lạc bộ lãnh đạo trẻ được tổ chức khá nhiều những hoạt động giáo dục, mà ở đó cái tiếng nói của những người trẻ, cái cách làm của những người trẻ tuổi, cái vai trò của những người trẻ tuổi, cái khao khát cống hiến của người trẻ tuổi đối với nhà trường được phát huy rất rõ. Tôi tin rằng họ sẽ trở thành những nhà lãnh đạo tốt của đất nước. Em rất là cảm ơn cô đã nhận lời phỏng vấn của bọn em ạ. Và lời cuối cùng thì em xin kính chúc cô mạnh khỏe, công tác tốt và xin chúc trường ta ngày một phát triển và trở thành một điểm giáo dục sáng trong toàn thành phố Hà Nội cũng như là toàn cả nước ạ. Không chỉ học tập tốt, các em học sinh trường phổ thông quốc tế Newton còn vô cùng năng động, tự tin khi tham gia các hoạt động ngoại khóa, thể hiện khả năng lãnh đạo đã được trải qua rèn luyện. Vào ngày 28 tháng 2 vừa qua, chúng tôi đã may mắn được tham gia vào chương trình tập huấn kỹ năng lãnh đạo trẻ cho các em học sinh lớp 5 trên địa bàn Hà Nội. Chúng tôi vô cùng ngỡ ngàng trước sự trưởng thành, thái độ nghiêm túc của tất cả các thành viên của câu lạc bộ lãnh đạo trẻ. Hẳn các em đã dành rất nhiều tâm huyết, có sự đầu tư cả về trí tuệ cũng như thể lực để có thể tạo ra bầu không khí sôi nổi, vui tươi hòa đồng như vậy. Hơn hết, chúng tôi còn thấy được niềm đam mê, thích thú, kèm theo đó là cả tinh thần trách nhiệm của các em khi thực hiện chương trình này. Để có thể hoàn thiện một chương trình công phu đến vậy, chắc chắn không thể thiếu những tư vấn, sự góp ý tận tình đến từ phía nhà trường và đoàn hội, mà đại diện chính là thầy tổng phụ trách cố vấn đoàn trường, thầy Vũ Minh Châu. Thầy có thể cho chúng em biết định hướng phát triển đoàn hội của chúng ta là gì không ạ? Các bạn đã biết đấy, thì trường mình đào tạo theo mô hình học sinh quốc tế. Vì vậy là các phong trào hoạt động của đoàn thì trường mình cũng sẽ đảm nhiệm đầy đủ, tham gia đầy đủ. Ngoài ra thì trường mình còn xây một số mô hình khác so với mô hình chung của quận đoàn hay là thành đoàn. Trường mình có rất nhiều câu lạc bộ cho học sinh tự thành lập và tự quản lý. Và cái câu lạc bộ này là học sinh tự nguyện đăng ký tham gia theo sở thích của mình, và khối lượng câu lạc bộ rất nhiều, học sinh có thể đăng ký được và không để bạn nào không đăng ký được đâu. Ví dụ như có những câu lạc bộ như câu lạc bộ piano, câu lạc bộ đàn guitar, câu lạc bộ sáo trúc, câu lạc bộ bóng bàn, cầu lông, câu lạc bộ bơi hay là bộ là võ thuật đều có, nên là các bạn đều đăng ký tham gia. Ngay là ví dụ như các bạn tham gia câu lạc bộ đó, tham gia câu lạc bộ lớp trẻ, câu lạc bộ mà hiện nay đang phát triển rất mạnh ở trường. Như hàng năm trường mình tổ chức khá nhiều các buổi training để đến đầu năm học là một buổi định hướng học sinh vào tháng 8. Đó là chương trình bay. Có thể là bay học sinh gì tự lấy tên và là thương hiệu của chúng tôi trong hàng năm. Ví dụ như mình thấy rằng là trong chương trình này của học sinh thì làm một số hoạt động rất hay. Ví dụ như các con đã chia thành các ban. Ví dụ như là ban media phụ trách về quay phim chụp ảnh làm băng đĩa ghi hình. Rồi
bạn có ban đen nghĩ ra những điệu nhảy cho câu lạc bộ buổi trên linh, rồi là ban hậu cần để chuẩn bị tất cả các vật dụng cần thiết để làm chương trình, hay là ban lead thì các bạn là những người mà làm chương trình, nghĩ ra chương trình và thực hiện nó. Đặc biệt một hay cái là học sinh trường mình họ làm chương trình căn thời gian từng phút, chuẩn từng phút và lên kế hoạch rất cụ thể. Thì việc đó là bắt đầu chương trình, rồi lên kinh phí xây dựng, xin nhà tài trợ, rồi thực hiện từng bước một để làm chương trình đó. Học sinh trường mình luôn tự nguyện đăng ký tham gia và xin thầy em có muốn tổ chức chương trình này, thầy xem có được không. Thì mình nếu như chương trình đó mà hay và ý nghĩa thì mình sẽ cùng các bạn tổ chức thôi. Ví dụ trong chương trình năm nay thì đáng mỗi năm mà trường chương trình Newton Got Talent cơ. Thì năm nay học sinh nói là thầy ơi, chương trình này con thấy môi trường cũ rồi, và năm nay mà tổ chức thì sẽ không nhiều tài năng như mỗi năm nữa, thì con muốn tổ chức một chương trình khác. Con tự giúp với thầy một chương trình đó là học sinh Newton Thanh Lịch, thì trường mình chưa bao giờ tổ chức chương trình đó nên thầy thấy rất là hợp lý, thầy muốn con làm thôi. Thứ hai nữa là 2/3 đợt này kỷ niệm 85 năm thành lập đoàn, thì các con đề xuất với thầy là tổ chức hội trại, về hội trại của Mang Sắc Việt Nam, hội trại với chủ đề đó là nét đẹp văn hóa các dân tộc trên thế giới. Đấy, các bạn muốn trở lại tất cả các vẻ đẹp của đất nước và cho vào trại của mình, tạo nên nét đặc trưng cho từng trại một. Đấy là cái mà học sinh tự chủ. Tự chủ. Rồi cuối thì em xin chúc thầy mạnh khỏe và công tác đoàn hội của trường mình ngày một phát triển mạnh mẽ hơn ạ. Rồi, cảm ơn các bạn. Chúc các bạn luôn thành công và may mắn. Không chỉ truyền tải cho các em những kiến thức sách vở, nhà trường còn hướng tới sự phát triển toàn diện, giúp cho các em biết cách sống, hòa nhập với cộng đồng và trở thành chủ nhân tương lai của đất nước. Các em được trải nghiệm cuộc sống thực tế qua những chuyến đi dã ngoại và tự làm video thu hoạch sau mỗi chuyến đi, được sống với các tác phẩm văn chương trong chương trình sân khấu hóa tác phẩm, được trang bị những kỹ năng sống của các giờ học giáo dục kỹ năng sống. Nó chính là nét đặc sắc trong công tác quản lý học sinh của nhà trường, quản lý toàn diện, lấy học sinh làm trung tâm, học tập gắn liền với trải nghiệm. Bằng sự dẫn dắt tận tình từ tất cả thầy cô, các em học sinh trường phổ thông quốc tế Newton đã giành được không ít những thành tích học tập đáng khích lệ. Là một trường liên cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông, có thể nói chỉ cần nhìn vào kết quả đầu ra của khối 12 cũng có thể hình dung được chất lượng giảng dạy đáng ngưỡng mộ của nhà trường. Năm học 2014-2015, tỷ lệ học sinh khá giỏi đạt hơn 90%, 100% học sinh khối 12 đã đỗ đại học. Năm 2013, trường vinh dự xếp thứ 85 trên 2.790 trường trung học phổ thông của cả nước. Nhà trường rất khuyến khích và tạo điều kiện để các em học sinh tham gia các kỳ thi học sinh giỏi với tinh thần cọ sát, học hỏi, nâng cao trình độ. Gần đây nhất năm học 2015-2016, trong kỳ thi Olympic tiếng Anh dành cho học sinh trung học phổ thông, trường quốc tế Newton đã giành 12 giải thưởng với 1 giải nhì và 3 giải ba, 8 giải khuyến khích. Giải nhất cấp trung học cơ sở và giải nhì toàn quận Bắc Từ Liêm cuộc thi Festival Tiếng Anh năm học 2015-2016. Với những thành tích nổi bật như vậy, trường vinh dự được Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội trao giải thưởng tập thể có nhiều học sinh đoạt giải cao nhất thành phố, lọt vào top 10 trường có học sinh đoạt giải cao và có thành tích xuất sắc nhất trong kỳ thi Olympic Tiếng Anh thành phố Hà Nội. Đó là món quà tinh thần quý giá, đền đáp những nỗ lực cố gắng không mệt mỏi của thầy và trò trường trung học phổ thông quốc tế Newton. Từ xưa đến nay, truyền thống hiếu học luôn được người Việt Nam đề cao và tôn vinh. Với sự học như người đi trên con thuyền ngược dòng, chỉ có tiến lên phía trước, vì dừng lại đồng nghĩa với tụt hậu phía sau. Trong xu thế đất nước hội nhập với quốc tế hiện nay, truyền thống tốt đẹp ấy vẫn được giữ gìn và phát huy cao độ bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ của cả thầy và trò. Phổ thông quốc tế Newton đã đang đóng góp rất nhiều nhân tài cho đất nước, góp phần đưa hình ảnh người Việt Nam hiếu học, sáng tạo, tự chủ đến với bạn bè quốc tế. That have carried me